anh chỉ mở khóa đây cho là cái bể đây thấp hơn là sang bể đây thôi mà. Mà lúc mà không nữa là anh khóa cái khóa đi lại lên để bể đẩy lên bể trên. Ví dụ khóa đây nhá. Không, anh sẽ để cái bể dưới đây. Vì cái bể kia là anh để trên tầng 3 đúng không? Nên cái bể này anh để có tầm đây thôi. Đúng không ạ? Thì anh ví dụ như mà cái bể, anh chỉ cần làm cái khóa dưới này thôi. Ví dụ như anh muốn bủa bể dưới thì anh mở cái khóa dưới ra. Nó đài là anh khóa lại rồi, anh tự lên tầng 3 thôi mà. Xin chào các bác nhá. Thì từ hôm lắp cái cây lọc cho anh đến trừ hôm nay em mới xuống để tư vấn cho anh những cái cách sục rửa các bác. Thì ở đây là anh lắp cái hệ thống cây lọc đôi. Nguồn nước của anh nó là nhiễm chất hữu cơ và mangan ấy, thì đã được xử lý lọc một thời gian rồi. Thì ở đây là anh bơm từ cái máy bơm kia các bác, bơm lên trên tầng 3 trên đây. Đấy. Bơm lên tầng 3 nha các bác nhá. Và ở đây là em đã chi cho anh thành hai nguồn. Và một nguồn là anh cấp ra cái khu nhà bếp ăn ở dưới đây. Và một nguồn là cấp lên tầng 3 sử dụng chung cho tất cả các phòng sinh hoạt trong gia đình. Tức là khi cái nguồn nước này bơm qua hệ thống lọc sẽ cấp lên cái bồn ở cao nhất. Và nó sẽ cấp đi các cái hệ thống sử dụng ở từng phòng, từng khu vực sử dụng trong nhà riêng. Thì hôm nay xuống để sục rửa và quay lại cho các bác xem là cái chất lượng nguồn nước lọc sau một tháng nó như thế nào. Thì anh mở cái khóa xả trên đây ra. Đây, cái đầu tiên anh mở cái khóa đầu tiên đấy. Đó, và khóa này anh mở ra đi. Rồi, anh mở cái khóa dưới đây nha. Rồi, anh khóa cái khóa trên này lại. Đấy, vâng. Đây, anh cắm cho máy bơm chạy đi. Cắm rồi đó. Đây, anh qua, đừng cho nó có phao nữa. Anh cắm cho nó sang hệ thống không qua phao tự động nữa đi. Cắt nó luôn. Anh cắm cho nó quay nó chạy tự nhiên lúc nãy anh chạy ạ. Cắm ngoài à? Đúng rồi, đúng rồi. Anh cắm xuống ngoài. Anh cắm anh khóa cái khóa ngoài nữa lại. Anh mở cái khóa sang cây lọc đi. Mà mở cái khóa sang đường cây lọc đây này. Đó. Đấy. Rồi, chờ nước nó sẽ sục cái cặn bẩn của cây cây một ra. Vào đang xả một cây. Anh kiếm cái khuya để gõ vào cái cây này cho nó ra cái cặn bẩn anh này. Đây các bác. Đây là cái chế độ sục của cây 1 thì bây giờ đang tư vấn anh nó sục để anh xả ra cái đường kia các bác. Vì ở đây là không có chỗ xả nước cho nên anh sẽ sục xả ra ngoài kia. Bác có kiếm cái gì bác gõ vào cái cây này là nó đẩy cái cặn bẩn này. Kiếm lấy cái khuya này. Đây là các bác thấy là cái chế độ này nó đang sục xả cây số 1. Tức là ở đây là cái cây này nó đang chế độ lọc này. Các bác thấy không? Tức là nguồn nước nó vào nó sẽ đi lên. Còn cái này mà mình cho nó đi xuống. Cái quyền nó chắc các bác. Cây gỗ á. Cái này nó không vỡ được đâu. Cái cây này cho làm nó dày 6.2 lắm mà. Các bác thấy là anh đang sục cái cây lọc số 1 và anh đang gõ để cho cái cặn bẩn nó ra. Anh cứ gõ bên trên nó cứ gõ mạnh tay lên thôi mà nó không vỡ được đâu. Còn cây thứ hai anh sục cũng tương tự như cái cây số 1 đấy thôi mà. Cây số 2 anh mở cái khóa trên của cái số 2 ra. Thôi anh cứ mở trước ra nè, mở khóa trên nữa, mở cái khóa nó trước ra. Rồi, anh mở cái khóa anh khóa cái khóa lên bồn lại, cái khóa lên bồn này này. Khóa đủ ở dưới này. Đây, đó cái khóa đây khóa lại. Để cho nước khuấy ép lên bồn này này. Đó, anh mở ra. Rồi, anh khóa trên này. Đây, khóa này này. Đúng rồi, rồi anh khóa sang cây số 1 lại. Rồi, không, cái đứa kẹn thôi. Không, các đứa cứ kẹn. Đó là sang chế độ sục rồi đó. Anh lấy cái này, anh gõ cái số 2 thì nó ra cặn bẩn này. Anh khóa trên ạ, khóa dưới không cần khóa máy mà. Đấy, anh khóa cái là nó ra bệnh lên nè.
Cái nước của anh ấy nhiễm chất hữu cơ mà, nó không phải là nhiễm sắt. Nhiễm chất hữu cơ. À. Nó thấy sục ra cái màu này. Kinh dữ là. Dạ dạ. Không nguồn đất. Dạ. Thế này mà anh mà làm cái giống mà bữa em nói á, làm thêm tí nữa là nó hết 100% luôn á. Nè các bác, sau thời gian khỏa thì anh em khỏa nước mà cũng đã gần đỡ cái cặn bẩn này. Khỏa này trừ nó phải rơi vào cỡ 30 phút rồi đấy các bác. Cái chất hữu cơ này nó bám, nó chặt. Ví dụ mình lọc, mình sục rửa cái nước nhiễm sắt thì nó nhanh hơn, nhưng cái chất hữu cơ này, này mình sục rửa nó lâu hơn các bác. Thì đây là các bác thấy là cái chế độ khóa này nhá, là cái chế độ khóa của sục giữ cây lọc 1 và cây lọc 2. Thì ở đây thì các bác đưa sang cái chế độ mà sục giữa, các bác chỉ đưa theo cái chế độ khóa như thế này. Sau đó nếu mà các bác sục cây 1 á, thì các bác mở cái khóa cây 1 ra và khóa cây số 2 lại. Còn các bác sục cái cây số 2 thì bác khóa cây số 1 lại và mở khóa cây số 2 ra. Thì các bác thấy là sau một thời gian sục rửa, cái hệ thống lọc nó là trong rồi. Thì bây giờ là đang đưa lại cái chế độ lọc và cái chế độ xả đáy. Thì ở kia là anh xả đáy cái cây số 1 nó trong rồi, bây giờ đang xả đáy cây số 2. Sau khi xả đáy xong thì nguồn nước nó trong thì sẽ cho lên bể đây các bác. Nước nó trong cho anh. Trong rồi anh khóa cái khóa xả đáy xuống là lên bồn rồi mà. Khóa đêm khóa rồi, anh khóa lại đi. Vâng, anh khóa cả hai cây lại. Đó, cái kia anh khóa luôn. Vâng. Đó, bây giờ nước là nó bơm lên bồn rồi đó. Bây giờ là đưa chế độ lọc, với sau xả là anh mở hai khóa dưới này. Mở hai khóa dưới này, giờ khóa trên lại chứ. Vâng, anh mở hai khóa trên cùng ra. Mở một cây, ví dụ một cây đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Khi đưa cái sang cái chế độ lọc nha, đưa sang cái chế độ mà lọc thì anh để theo cái chế độ khóa này đúng không? Còn đưa sang cái chế độ sục xả là anh mở hai khóa này ra cho em. Anh mở hai khóa này nha. Đúng không? Anh mở hai khóa này, anh cứ mở hai khóa này ra cho em nè. Sau anh khóa hai khóa này lại. Thì anh sục cây số 1 á thì anh khóa cây số 2 lại. Ví dụ anh sục cây này cái cây này anh khóa lại. Để cho nước nó ra, lúc mà anh sục sang cái cây này á, thì anh khóa cái cây này lại, anh mở cái khóa cây này ra. Chờ mình mà bơm gì là đang vô cái bể này. Đúng rồi. Nó đang bơm lên cái bồn dưới của anh á. Không, bây giờ anh cứ để như vậy, lúc mà nó đầy là anh tắt bơm đi thôi mà.